Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 8. Hôm nay em lên với các bác quần các bác. Cũng lên một số quần thập cẩm. Có gì lên đó các bác. Các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Em lên luôn. Đầu tiên cũng lên lộn xộn các bác, có gì lên đó. Có hai quần thủy quân lục chiến vàng em lên, một cái đầu tiên là thủy quân lục chiến vàng, cái này size nhỏ, bác nào nhỏ con chút, size small shop các bác. Này size nhỏ nghe. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nghe các bác. Tem nó mờ, không biết đời bao nhiêu các bác. Tem nó mờ đây, nhưng mà chuẩn hàng cấp phát nha. Figueroa đó, tên của nó đây. Có đắp mông. Rồi, nó bị nick quần này thì có tương đối thôi, mang lao động thôi các bác. Nó bị sờn tí ngay cái mông. Các bác thấy nó hơi sực sực nhẹ nhẹ thôi, nó mài mài mòn mòn tí thôi. Các bác thấy không? Nó chưa rách nha, nó tức là nó mài, nó gần rách thôi chứ chưa rách ha. Bị mòn cho đó tí thôi. Rồi còn lại cũng còn tương đối nha các bác. Trên chín tầm dưới 90% thôi. Dưới 90. Tầm 80% thôi. Dính đầy dơ đây nè, này giặt không ra đâu nha. Rồi, giờ tí đây nè. Giờ tí đây nè nghe các bác. Rồi, đó, nó tí về thôi. Nói chung còn ok, mang lao động tốt các bác. Mang vừa ngon ok, size nhỏ nha, bác nào nhỏ con. Tầm cái này size small shop nó thấy eo nó nhỏ. Kéo căng ra được 78 rồi các bác. Kéo căng hết cỡ luôn nha, 78 thôi mà eo các bác tầm 75 đổ lại thôi. 75 đổ lại thôi, cái 78 là hơi kích ấy, nó thung. Còn bác là eo 78 mà muốn vừa vặn thì phải tháo bỏ cái thung này đi thì được. Mà cái này là phải ra tiền mà không mới tháo được. Tầm 70 đến 75 nha. Đúng rồi, tầm 70 đến 75 là đẹp nha các bác. Dài 102. Ống 20. Rồi, còn lại nó như em đã báo thôi, nó có hai lỗi, một lỗi là dính dơ ở đây. Một lỗi là sờn ở mông. Rồi, còn lại màu thì còn 80%. Em bán đầu lai em bán 100.000 đồng. 100.000 nghe các bác. Giá lao động. Nhưng mà thực chất cái này các bác mang đi ăn cổ vẫn còn tốt. Mã số 585. 100.000 đồng. Cái này cái bông nó đẹp các bạn, cái này hàng thương mại thôi nhưng mà cái bông nó đẹp các bác, thấy cái họa tiết nó nhìn nó sáng, nó nổi bật hơn, nó rõ ràng nha các bác. Cũng có đắp mông, kiểu dáng này nó giống như cái nãy thôi, nhưng mà cái này là hàng thương mại. Size medium regular made in China nghe các bác, hàng thương mại gia công tại China của hãng phải của Rico, không biết của hãng nào các bác, không biết của hãng nào. 100% cô tông nha, rip top chất vải rip top. Rồi đây là China, không biết của thương hiệu nào. Tem nó như này. Rồi ok. Chất vải cô tông nha, caro rip top này các bác. Họa tiết này nó lạ nha. Tất nhiên cái họa tiết này thì hàng cấp phát nó không có họa tiết như thế này đâu. Cái này hàng thương mại thôi, nhưng mà cái họa tiết rất là đẹp. Có đắp mông độ mới cao nha. Trên 95%. Không lỗi lầm tì vết nha các bác. Cái này còn đẹp. Cái này còn đẹp lắm. Có cả dây rút ống.
thực chất nó lại lạ hơn là hàng cá phát, thì nó chỉ của chuyến vàng nó chỉ có cái loại như nãy thôi, còn cái này thương mại nhưng mà cái họa tiết nó lại khác biệt ha, đúng không các bác? Nó bị mất hụt nút, các bác lấy thì em đính một hụt nút khác vào cho các bác này. Ngay đây vòng eo 90 nha các bác, 90 kéo căng ra được 91, 92 được rồi, eo quá nhỏ hơn có thể siết tăng đê lại rồi. Còn mới đẹp nha các bác, độ mới trên 95%, không tì vết, khuyết điểm là chỉ bị mất cái hộp nút này thôi, nhưng mà em sẽ thay hộp nút khác cho các bác, sẽ đính một hộp nút khác vào nha, còn lại ok. Rồi em bán 300.000, 300.000 đồng. Em đo chiều dài cho các bác. Eo 88-90, dài 108, ống 22, 300.000, mã số 586. Rồi tiếp theo, một cái quần nhảy dù Canada, cái này to lắm. Cái này nó bị lỗi rồi, này nó rách rồi, cái vá này nữa thôi, mà nhưng mà nó to lắm, cái này tới 110 lần, eo 112 to lắm, này chắc lên các bác cũng không có vòng eo đó. Tiếp theo em lên với các bác một cái, có cái quần Thụy Điển đẹp lắm. Đâu? Rồi cái quần Thụy Điển nó giống như luôn, không phải phải cái lót quần đó. Quần Thụy Điển nghe các bác, chiếc vải cái màu nó xanh lắm, nó xanh theo cái kiểu gọi là xanh gì không biết, xanh lắm. Đây nghe các bác, chiếc vải thì nó mỏng thôi, không dày nghe, nhưng mà nó là ba lớp vải bên trong, nó có cái lớp bông ở giữa này, ba lớp nghe các bác. Quần Thụy Điển rồi khóa gu sum, cái này cũng hay, cũng hiếm đây nha các bác. Đợt trước em có lên, như đợt trước em có lên hai cái thôi, đợt trước có lên hai cái các bác, đợt này về có thêm cái này. Nó có cái gài nút bên trong nha, cái bác gài bên trong. Rồi, khóa bên ngoài. Có đỡ bên trong, kéo nó để bị kẹt đúng không các bác? Rồi có nút gài bên đây nè. Cái này dây rút nha. Cho nên cái vòng eo thường nó làm nó cũng hơi rộng chút để mình rút cho tới chiếc em mang là vừa y các bác. Khá đẹp ha. Độ eo cái bác tầm 90 độ lại, 90-92 độ lại nha, chung từ 80-90. Cái này nói dây rút nha. Rồi quan trọng là cái form nó vừa. Ở dưới bo chung nha các bác, cái này nó không có túi đâu, cái quần này giống như quần ấm vậy, dạng như quần ấm thôi, không có túi gì. À có đây các bác, nó có cái lỗ thôi nha, nó không phải cái túi. Một bên nè, nó có cái lỗ ở đây. Nếu các bác mà mặc làm cái quần mặc luôn, mình có thể khâu dính lại, mình khâu dính lại luôn nha. Rồi ok không các bác? Chúng ta em thử quần thì nè, em sẽ làm cái camera nó đứng lên, nhưng mà đứng lên thì các bác xem nó, xem qua vô tuyến nó bị hẹp cái màn hình lại,
nhưng mà em thì không muốn vậy, cho nên là mang quần em sẽ đứng lên đây để cho các bác các bác dễ quan sát hơn đúng không? Ok không các bác, cái này cũng độc lạ đấy các bác, hai khóa à, cái khóa chính là đây ha, nó nổi khóa ống đây, khóa ống bên này nó có cái nút gài cái ống lại nè các bác, ở dưới nó có thun nha, cho nên các bác mang bỏ vào chỗ cổ giày thì cũng đẹp. Được cái chứ, để ta xuống lấy cái đôi giày ngay cái cửa. Ồ, cái này mang giày vô lúc vô chắc được ha. Thôi để, nói chung là cứ các bác cứ hình dung như vậy là em mang là được ha. Em là 1m68 và 68 cân, vòng bụng em 85. Cái này cũng độc lạ đấy các bác, không phải độc lạ nhưng mà nó cũng khá hiếm đấy. Ok nghe các bác. Rồi, đều đẹp không lỗi lầm nghe, độ mới 92.593%. Rồi. Đó, cái này cái lỗ không biết để làm gì, nhưng mà các bác không thích về mình khâu dính lại thôi, không vấn đề nha. Này nó để nó đo cái size giống như 35 á các bác. Rồi, không lỗi lầm, quần 3 lớp. Rồi. Không, nói chung là các bác nào thấy phù hợp mình chốt ha, nó không có túi gì đâu nha. Rồi, và dây rút eo thì các bác eo nhỏ hơn có thể siết lại được, không sao. Cái này nó thường nó làm như vậy thôi, nó rộng để mình siết lại. Vòng eo là tới 96 lần các bác, kéo căng là 98 lần. Nhưng mà cái ở dưới các bác thấy em mang cái phần dưới thì nó lại không rộng đúng không? Cho nên là siết, mình siết cái lưng lại, nó có dây rút đây, cái lưng nó liền vậy thôi. Rồi mông 114, đùi 33 34. Đó, nói chung là đại khái vậy ha các bác, cứ vòng eo 92 đổ lại 92 94 đổ lại vẫn được. Rồi dài 98 nha, kéo thẳng là nó 98 này, này nó có thun, nó thun thun ở dưới này. Đó, nó có nút gài qua đây, các bác thích rộng thì để kéo như thế này, các bác thích ôm cái chân mình gài vô, cái này cũng bán tù mù thôi các bác. Rồi kéo căng ra thì nó 20 nha các bác, 19 rưỡi. Đó, còn các bác nếu mà ưng muốn rộng thì mình tháo cái thun mình bỏ đi thôi, rạch cái đường chỉ ra, nó thun tự động nó tuột ra thôi. Ống nó có vết mài mài cái ống thôi, nhưng mà màu còn đẹp nha. Rồi, không lỗi lầm nha các bác, không lỗi lầm, ống nó quát quát này nó đẹp thôi. Tất nhiên là nó đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn khá cao đấy. Rồi, em bán cũng bán tù mù thôi, nó 3 lớp nha, không lỗi lầm tì vết nha các bác. Này em bán 950 ngàn, 950 ngàn, bán tuôn hồ à, mấy cái này không rành đâu, nhưng mà nó là chuẩn cấp phát cho lính Thụy Điển nha các bác. Rồi ok, 950 ngàn, mã số 587. Ở trên là cho sát, trên là nút ra sát luôn mà. Rồi, chia đều ra. Rồi tiếp theo em lên một cái quần, quần túi hộp màu đen nha các bác, quần túi hộp đen này size hơi to nhưng mà chắc em mặc vào luôn. Ủa, size to, size này eo này chắc chỉ chín mấy, eo trên 90,
cái độ mới cao nghe, màu còn đen thui. Ok em các bác, có thể nếu mà em mang là có thể em sẽ ship con đưa lại vẫn vừa ha. Ship con đưa lại. Ok, hãy cầm động tiếp. Rồi, màu đen thui nghe các bác, chất vải kaki, độ mới cao. Cái này xài lát này các bác, lát về cũng là cái tem còn mới như này. Rồi cái này của Rotco, của hãng Rotco nghe các bác. Thường Rotco là hàng thương mại ha, thương hiệu của Mỹ nha, nhưng mà nó gia công ở Trung Quốc đấy các bác. Này nó không ghi nước nào nhưng mà nó là made in China, phần lớn Rotco là made in China hoặc là Honduras nghe các bác. Rồi túi hộp. Ồ, quần còn đẹp lắm các bác. Độ mới trên 95%, không lỗi lầm. Không lỗi lầm tì vết nha. Rồi, ok. Chỗ này hơi ma sát tí. Nó phải trắng trắng phai phai tí. Nó đen, cái này nó đen lắm. Thì qua ánh đèn nó thấy màu nó hay thấy chứ ở ngoài nó đen thui thôi các bác. Eo 96 nha. Eo 96. Eo các bác 90 thì xài vẫn là được nha. Mình siết cái này lại. Từ 90 đến 96 nha các bác. Rồi. Dài 108, cái này đắp gối hai lớp nha, túi hợp hai bên. Túi sau có đắp mông luôn nha. Không lỗi lầm tì vết nha các bác. Ống 23. 350 nha, nó có dây rút ống nữa. Có dây rút ống luôn nha. 350.000. Mã số 588. Rồi, tiếp theo. Rồi em lên một con quần M51 rồi coi. Size medium. Quần M51 nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ. Size medium long. Rồi mẫu rập 51952, cấp phát 51953 nha các bác. Tem in. Này còn mới tem in, thường ngày xưa nó in nó hay bị mờ mờ, nó chỗ đậm chỗ lợt vậy nha các bác. Rồi. Tem túi còn rõ ha, một độ mới cũng khá cao đấy các bác. Chỉ thừa mất luôn. Rồi, ok, dây cột đùi còn đầy đủ ha. Rồi. Cái vải ok lắm các bác. Vải ok lắm nha. Rồi. Cái túi nó sử dụng nó hơi có vết nó ngứng nút nhẹ nhẹ thôi. Còn lại độ mới khá cao, mới trên 95%. Chỗ này nó bị ma sát gì tí xíu nha các bác. Đây tí bị bụi hay ma sát nó biết. Rồi là ma sát hay gì đó các bác ha. Nó cũng mờ mờ, nó có nếp một tí. Nếp biết ra này, để thử cái ra. Rồi, nó còn nếp tí các bạn. Để chút nó khô thì cho nó ra. Để mặc vô trước đi. Đây, khóa của nó là khóa con ma nghe các bác, khóa con ma quần M51 nha. Cái này còn ok. Còn ok lắm, thường có chú ý cái quần nào M51 là nó chằng chỉ đôi hết nha. Chằng chỉ đôi nghe các bác. Rồi, dây rút ống. Dây rút ống nó nằm hai bên như này. Ok. Độ mới cao. 95%, nhưng mà nó bị
ma sát tí đó, cái này nó cái nếp chặt không ra đâu nha, nó bị ngấn, nó bị ma sát, nó thì có nếp trắng trắng này. Nhưng mà mờ thôi. Hơi to so với em nha, để em mặc vô để cho các bác hình vô. Ok, thường quần 51 với quần 65 thì nó mặc phải rộng nhiều các bác, nhưng mà cái này thì nó to, nó quá rộng so với em. Thì size medium thì nó eo 94 rồi, em có 85 thôi, em là small thôi. Ok nghe các bác. Rồi to dạ, được cái màu còn còn đẹp lắm các bác. Bác nào to con hơn chút thì chốt con này. Ống nó còn chưa có nếp gì đâu nghe các bác. Cái này dài lắm. Dài 117 lận. 117 nha. Ống 27.5. Vòng eo 94 nha. Đúng size medium nha các bạn. Vòng eo 94. Rồi cái này em bán 3.300.000. Quần còn đẹp lắm nha các bạn. Trên 95%. Đó, nó bị ngấn tí như xíu. Cũng nhẹ thôi. Giống như nó bị ma sát hay sao đó. Nó phai cái vải một tí ngay đây. Hai ngấn đây thôi. Chứ còn lại đây, các bác nhìn cái màu của nó đây, còn đẹp nha. Rồi, 3.300.000. Mã số 589. Rồi tiếp theo, lên một cái quần satin của Pháp. Biết cũng nào cái này vừa lên rồi nó bị phai màu cái bác. Quần ấm nha, quần ấm chiếc vải satin. Rồi bán 300.000, nó bị phai màu rồi các bác. Quần thì nó còn mới lắm, nhưng mà do bảo quản nó bị phai. Cả túi bên hông này nữa ha. Nó phai màu nha các bác. Nhưng mà vải của nó là chất satin nha. Nó là chất vải satin nha các bác. Này. Ống của nó có dây cột, ống xẻ ha. Nó có sợi dây ở đây người ta cắt. Này sợi dây nó may hay sao đó. Để cột đó, người ta cắt đi nha các bác. Chứ không phải bị ấy đâu nha, không phải lỗi đâu nha. Hai bên đều có. Rồi quần ấm 3 lớp nha. Cái này quần 3 lớp nha, ở giữa có chừng bông nha các bác. Mọc rồi nó đóng tùm lum như này nè các bác. Mà không biết cuộn nào. 1962 nha. 1962 hả? Biết phải đề của nó hay không. Này các cụ châu Âu thôi. Mọc nó đóng nhiều lắm các bác. Đây nữa. Rồi đây nữa. Đó. Nó lỗi ha, nó phai màu nè các bác. Các bác thấy không? Nó bị phai màu đây. Dưới này thì nó mờ thôi. Chủ yếu cái phần lưng là bị nhiều nè các bác. Phần trên này thôi. Dưới này cũng bị nhẹ nhẹ thôi nha. Các bác mặc áo nó che lại tới đây thì nó cũng đỡ rồi. Cái này chắc em khỏi mang đi. Em bán 300.000. Quần satin 3 lớp nha các bác. Của châu Âu thôi. Vòng eo 90. Kéo căng này 92. Rồi dài. Dài 112. Ống 21 nha các bác. 300.000 đồng. Mã số 590. Tiếp theo. Rồi em lên một cái quần Pilot. Hàng xưa nghe của đời size 38 rồi. Này hàng xưa nha các bác. Size 36, 36 38 gì đó. Quần B9 nha, quần Pilot. Cái này là tiếp B9 nha các bác. Cái này cũng 3 lớp. 3 lớp nha, quần dày lắm. Quần Pilot thôi, hàng xưa sưu tầm nha các bác. Cái này em bán 500.000, em bán 500. Các bác mang vẫn ok nha. Khóa talon. Đó, cái này nó bị ở trong nó có một cái miếng nhựa này các bác.
để nó giữ cái này nó cứng, nó không có bị gãy cái khóa kéo, nhưng mà này nó gãy cái nhựa bên trong rồi, các bác thấy không? Bên trong nó có lớp giống như mica đó, nó cứng, nó bị rách cái chỗ này thôi. Nhưng mà hàng xưa nha, cái này hàng xưa sưu tầm nha các bác. Mang vẫn ok, cái này mang vẫn tốt nha, nó bị rách tí chỗ này thôi, do nó cứng, cái nhựa ở trong nó còn, nó cứng cái đó nó rách thật. Bên này thì nó lại không có rách cái nhựa đó, nó vẫn còn nhưng mà rách tí ở đây. Quần ba lớp giày nha, khóa talon nha các bác, khóa đồng talon. Rồi cái thân chính của nó là gài nút, rồi mất một nút ở đây, cái này thì dễ thôi các bác, về kiếm nút nhé. Kìa, túi có một bên đó thôi. Rồi hai túi sau có đắp mông nha, có đắp mông nha các bác. Đây nó hơi dơ dơ, chất vải dạng như kaki mỏng nha. Rồi hàng xưa nha các bác, cái này hàng này thập niên 40-50 là có đấy, cái này thập niên 50 các bác. Tem đen chữ trắng là tầm mà 5-55 nha, thập từ nói chung là trước 5-57 chắc chắn luôn nha các bác. Tem đen chữ trắng này, thường trước 60 thì có khi nó có ghi đời, mà có khi thì nó không ghi luôn nha. Đây các bác, thế chiến thứ hai không biết phải không, không biết phải, nhưng mà chắc là thập niên 50 đấy chứ không phải 40 đâu. Thập niên 50, nói chung là chuẩn hàng này thì chuẩn quần pilot của phi công Mỹ, nhưng mà không biết năm nào, nhưng mà chắc chắn là thập niên 50 trở về trước. Dày nha, bên trong trừng bông dày nha các bác. Rồi cái này các bác mang nó ấm nha, mà giá trị sưu tầm. Cái quần mang vẫn còn ok nha, nó chỉ bị rách ở dưới hai cái ống tí đó, cái chỗ dây kéo thôi. Rồi, ô chiều dài cũng vừa. Ok các bác. Ok, hạt mang nhìn lên nó cái quần nó dày, nó phồng rồi các bác. Nhìn nó có vẻ hầm hố đúng không? Rồi cái này gài nút lại, cài chìm luôn nha, nút nó cài chìm nè các bác. Em mang tính là cũng không đến nỗi rộng lắm đâu, tức là hơi rộng cái lưng tí, ở dưới thì có vẻ vừa đấy. Ngon đúng rồi, ok nha. Cái này là cái thọc cho trong luôn nha, trong một cái túi. Rồi ok nha các bác, cái này nó tăng đơ nè, cái này tăng đơ nó gài ra sau nè các bác. Bên này cũng vậy nha các bác, thích túm cái cổ chân rồi siết cái đó lại. Ok, con này còn đẹp đó, đúng là còn đẹp đấy các bác. Tương đối thôi, tất nhiên là nó tương đối thôi, dứt tầm 85% thôi, nhưng mà giá hợp lý theo em là vậy. Rồi nó bị lỗi một lỗ ngay đây và bên ngay đây thôi, hàng xưa các bác. Chỗ này dơ dơ thì giặt ra nha, dính gì thôi đây, và thêm một lỗi là ngay đây nữa, dính gì giống như dính sơn, không biết về các bác xử lý ha. Này thì cũng nhẹ thôi, rồi em bán 500.000. Mà lên cái form các bác thấy, mặc lên cái form nó ổn đúng không các bác, dài 101 thôi, dài vừa. Ống 25 nha, nó tăng đơ, các bác siết cái ống lại ngay đây, siết này qua thì nó còn tầm mười mấy 20, nó vào vòng eo chắc tầm 88-90 thôi các bác, hơn 92. Ủa, mà em mặc cái rộng ít mà ta, em đo, nó tới 96 lần, 96 nha các bác, kéo căng này là 98, mặc không cảm giác rộng mấy ha, hơi dơ dơ tí thôi. Rồi em bán 500.000, mã số 591. Rồi em lên một cái quần mờ 65, cũng size medium hả ta, cũng xem mê lên luôn các bác. Tem nó đi đâu à, đây mê đêm shop, để mặc vô trước đi. Thường quần mờ số 5 là thường cái ống nó to nha các bác, cho nên các bác chú ý là mặc nó phải phồng rộng, nó phải rộng cái ống. Nhiều bác không quen cái ống nó to, mang nó thụng thì không quen, khó mang nha. Rồi này em mang thì medium,
cũng hơi rộng tí nha, còn eo đó này chắc tầm 90 thôi. Rồi chiều dài thì vừa nghe các bác. Rồi cái này mấy thường nhiều quá thích cái ống rộng để chi, mình nhét cái ống quần vô trong cái bốt đó các bác, nó phồng cái ống ở trên ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, medium short nha, khóa nhiều. Cái này nó mất cái hộp nút, để em quăng giày vô thì nó hợp không. Thường ống nhiều quá thích ống to vậy đó, để mình nhét vào cái bốt đó các bạn. Rồi để em thử cái đôi này, đôi này lấy về chưa mang thử. Rồi mỏng mỏng cá quả các bạn, đôi này mỏng cá quả. Thử cho nó có ra gì không các bác. Này này đôi này cao lắm, cổ cao lắm các bác. Đấy, ngồi lùi lùng dây có thấy cũng ra gì đấy các bác. Đó, cái này siết lại cái dây em chưa luồn vô cùng cột lên thì nhìn các bác thấy ok đó, nhiều quá thích mặt rộng rộng cái ống thì mình bỏ vô thì nó ok ha. Rồi được không các bác. Rồi may mặc nguyên bộ nguyên cây lên nó mới đẹp được, ok không các bác. Đó em mặc thử đây. Rồi ok các bác, cái này cũng không to lắm nha, xe medium không to lắm, lưng có vẻ tầm 90 thôi các bác, tầm 1m68 đổ lại thôi. Cái này nó không dài lắm đâu nha, medium short, khóa nhôm Ripper Scoville. Rồi khóa nhôm medium short đời 67 nha, đời 67 nha các bác, chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 67, nhà thầu Winfield. Rồi con này còn ok nha, cái này thì nó hơi có long long, chiếc vải nó hơi long long tí nha các bác, nhẹ nhẹ đấy, không nhiều. Rồi em đo bằng eo, rồi eo 94 đằng các bác, cũng 94 mày thấy đây có vẻ không rộng lấy ha, eo 94 nha. Rồi dài cái này, dài nó có 97 thôi các bác, 97 đó nghe, 96.5 chưa được 97 nữa. Lai rin đấy, nhưng mà không biết sao nó ngắn nha. Bỏ lỗ rin luôn nghe các bác. Thường đúng của nó 100 thì nó đúng, nó đẹp ha. Ống 27 ha. Rồi, khóa nhôm, đời 67. 3.100.000. 3.100.000, độ mới 90%. Còn đều nghe, đều đẹp ha, cái chất vải thì nó có lông lông tí thôi. Hay long long tí thôi chứ còn lại ok. Rồi chuẩn cấp phát lấy Mỹ nha, 567, tem còn đầy đủ. Ồ, giá hợp lý, dây cột đùi còn đầy đủ nha. Rồi độ mới trên 90%. Rồi 3.100.000, mã số 592. Tiếp theo em lên cái này để ghép nguyên bộ cái áo, có cái áo giống vậy đâu, này là để ghép nguyên bộ. Rồi em lên tiếp theo, em lên một cái quần dạ xưa luôn các bác,
áo cái vải giống vậy, áo bốn túi mà túi xéo, áo túi chéo để ghép bộ mà để chung đâu mà. À bút xếp rồi bỏ áo riêng đúng không? Rồi lên một cái quần dạ xưa, quần xưa nghe các bác. Rồi cài bên trong nó có đỡ cái khóa bên trong, nút cài nghe, nút dẹp nâu nghe các bác, hàng xưa. Rồi nó bị rách ở dưới ống, dài 110 đó, các bác nếu mà cắt lai lên tới đây 94 thì nó sẽ mất cái lỗ ngay đây các bác nhé. Hàng xưa, hoặc là các bác bóp cái ống lại, vòng eo 80 đó. Cái ống này thường nó to lắm, ống là 25,5 nè các bác, 25.5 nha. Mà nếu các bác bóp cái ống lại thì các bác bóp bằng còn 23 thôi. Nếu các bác bóp lại còn 23 thôi là nó mất cái này, từ đầu gối xuống vô 2 phân thì nó sẽ mất cái này nghe các bác. Nhưng mà thường nhiều bác không thấy to thì mình bóp lại là coi như cũng vừa giải quyết được cái này luôn. Rồi còn lại độ mới thì nó cao 95%. Chỗ này nó bị ma sát tức là nó hơi sần sần tí này, có chưa hẳn là rách đâu nha, nó cái dệt vải hay là gì đây đó, đại khái vậy đây các bác, nó không phải rách đâu nha. Rồi nhưng nói chung là nó có lỗ sần sần ngay đây đó, một đó với cái ống ha, với một lỗ với ống là còn lại đều màu, còn độ mới cao nha, trên 95 đây các bác, size 33, chiều dài cũng 33 luôn. Rồi hàng xưa, nói chung là quần dạ xưa nghe các bác, chất dạ này, mọc đồ đầy còn đầy đủ. Rồi em bán 300.000. Vòng eo 80-82. Con này hợp lý các bác, con này nếu các bác về bóp cái ống này là ổn. Các bác xem lại cái chỗ này, bóp ống vô 2 phân. Hoặc là bác nào chiều dài 94 cắt coi như qua khỏi cái này là ổn ha. Rồi mã số 593. Đằng nào các bác cũng đi ra cắt lai, nào các bác cũng đem ra tìm, nó dài lắm, này nó dài tới 110 mấy lần, 300.000 đồng, mã số 593, cái màu cứt ngựa nghe các bác, giá hợp lý. Đúng rồi đó, đúng rồi, nguyên bộ cái này, cái sự dơ ở đây nè, chưa giặt không biết ra, đây bỏ nguyên, bỏ riêng cái bộ này. Rồi em lên một cái quần túi chéo, quần túi chéo các bác, quần túi chéo hàng chuẩn, hàng cấp phát, nhưng mà nó đã xuống size rồi các bác. Này đứng ra các bác mặc vậy thôi cũng ok, nhỏ này bác, nó bóp lại nó nhỏ cái ống. Rồi nó còn size small, eo chắc là 86. Rồi này đời như đời số 8, quần túi chéo vải caro rip top nha các bác, túi chéo đó. Rồi ok nha các bác, màu cũng còn 93%, nhưng mà nó xuống sai rồi các bác, nó bóp rồi. Nó bóp rồi nha, các bác thấy nó bóp, nó cắt rồi. Tại chỗ này nó có cái tem, nó tháo là nó bóp mất cái tem này. Rồi, nhưng mà mang thì vẫn bình thường nha, có điều cái nó chằn cái chỉ nó hơi khác màu đó. Cái bác nào về nếu mà muốn đẹp á, về đưa cho thợ họ đạp lại cái chỉ nó cục màu. Đây cũng vậy, ống cũng vậy nha, cắt lai lên lai bóp ống luôn, nó vẫn chằn chỉ đôi luôn nha các bác, vẫn chằn chỉ đôi luôn. Nhưng mà nó chỉ nó hơi khác màu tí thôi, các bác để về mang cũng được, còn muốn đồng màu đẹp hơn thì cho thợ họ đạp lại thôi. Rồi hơi dưa dưa tí ở đây xíu, này giặt ra nghe các bác, chỉ bị cứng ở đây tí tí xíu thôi, bữa có cái áo không biết đâu. Rồi nó còn vậy thôi, độ mới 92%, khóa Scoville nghe các bác. Rồi tem của nó đây,
đời 68 nha, chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 68 nha các bác. Chất vải caro rip top nha, 100% cô tông. Rồi hơi tiếc là xuống size thôi chứ còn quần cũng còn khá. Rồi em bán 1.400.000, 1.400.000 nha. Nó bị cứng lỗ nhỏ như em đã báo dưới này xíu đó thôi, xíu xíu đây. Cái này dơ mờ mờ, cái này chắc giặt ra các bác. Rồi nói chung bác nào chơi hàng túi xéo thì mình chốt con này, chứ còn hàng túi xéo thì nó cũng giá cũng nó cũng không mềm các bác, nhưng mà cái này nó xuống size rồi, cho nên là em bác nào thấy hợp lý mình chốt nha. Đó, túi xéo đây, nó có cái túi con bên trong nữa nha, còn túi con. Cái con nó làm bằng cái vải màu ô liu, còn ở ngoài cái chất này nó màu hơi hanh hanh nha các bác, giống như cái lót túi cũng vậy. Nó có màu ô liu, còn cái quần này nó màu nó hơi hanh hanh, nhưng mà nó vẫn nguyên rin nha, vẫn nguyên rin nha các bác. Thường nó làm nó hay làm hai màu như thế. Rồi em đo, eo 86 các bác, dài 103, và ống nó còn 20.5 thôi ha. Thường cái này của nó đúng của nó là 24, nó bóp lại 24 25 mà nó bóp lại còn 20.5, bóp cả lưng cắt cả lại nha. 1.400.000, mã số 594. Rồi một cái quần à, mấy cái quần giả quá trời bác chốt, nhưng mà cái này size to quá ha. Quần Thùy Điển này các bác, quần già Thùy Điển mới ken lắm, mới lưu kho luôn đấy các bạn, mà size to này mới lắm nha. Rồi đời 1973 nha, quần Thùy Điển nha các bác, quần già túi đây, quần form dáng giống như hàng thế chiến nha các bác. Rồi cái dây da nè các bác, dây cui nhìn mới ken luôn nha, mới tinh luôn đấy, chưa sử dụng là có đấy nha, 98% này ha. Mới cho 98 này chứ, cái này là chưa sử dụng là có đấy, mới ken luôn các bác. Nhưng mà eo nó to, eo tới 100 lần nha, hơi to. Thì dài 112 113, cái lưng các bác chú ý là cái lưng mặt cao như trên này đó, mà ống là nếu mà to ra hết thì của nó tới 24 rồi, đúng của nó là ngang đây thôi. Rồi ống 19 mới ken luôn các bạn, mới 100%. Rồi em bán 450.000, tại nó to nghe các bạn, cho nên nó to cho nên bán giá hợp lý hơn chút, 450.000. Chứ cái này nó nhỏ thì chắc cũng vậy. Rồi mã số 595. À, em lên còn cái nữa. Hôm qua quá trời bác chốt, mà có hôm qua còn cái à. Hôm quá trời bác họ chốt luôn ở đây. Đây nè, cái này sai chắc bằng cái hôm qua. To hơn chút. Rồi, eo cũng 92, eo 92 các bác. Eo 92 nha. Rồi dài 102. Cái này thì ngắn nè, gọn nha các bác. Em mặc vô các bác coi cái form này nó đẹp lắm, nó giống như quần Alibaba đó, nó thùng nha, phải chú ý cái form. Nhưng mà các bác mà phối đồ mặc chung với đồ thế chiến thì gọi là số dách các bác. Nó thùng nha, với lại cái lưng cao, cái này chiều dài nó vừa nè các bác, tầm mét 7 đổ lại là đẹp. Ok, cái ống các bác ship vô, cái dây nó đeo vô khá là đẹp nha. Rồi ok các bác, đó, nó thùng nha, dáng này là dáng form thùng, lưng cao, lưng trên này được. Ok các bác, này các bác mà phối đồ mặc với đồ thế chiến đó, mà phối mấy cái áo ngắn thôi nó đẹp. Rồi cái này bán 500.000. Cái này về trong nó may cái vải bên trong nó tươi ra thôi, không vấn đề. Này thì còn 93%.
cái túi nó hai màu nha các bác, túi của nguyên rinh của nó vậy nha, nó làm cái túi hai khác màu. Rồi dây đai được còn đầy đủ, độ mới mới còn ok chứ, cái 94% khỏe nha. Ống 18 nha, tức là đo từ đây ra thôi, đo cả cái này nó tới 22 lần. Dây da còn ngon, này phải 95% đấy các bác. Tại em nhìn cái này nó hơi mất thẩm mỹ nữa, em cho nó thấp phần trăm thôi. Cái này nó may vô trong như thế này nè, nó gấp mí nó may mà này nó bị tưa nó lực ra thôi. Rồi còn lại ổn ha. Eo đo chưa ta? Eo em đo chưa ta các bác? Hình như đo rồi đúng không? Eo 90 kéo căng là 92 các bác. Đo rồi lại đo lại 102. Rồi nãy đo rồi, ống 17 kéo căng 18 kéo căng 22. Rồi 500.000, mã số 596 nha. Rồi em lên cái này thì nó mất cái dây. Cái này em bán 350.000. Cái này size nhỏ nè, nhưng mà nó khuyết điểm là nó bị mất cái dây da dưới ống. Chỗ này nó hơi đập vô ốc, dưa phai phai tí nha. Rồi nó mất cái dây nha các bác. Các bác về kiếm cái dây khác cột lại giùm em nha, hoặc là khỏi dây cũng được. Ống 17,5 kéo căng ra 23. Rồi vòng eo 78 nha các bác, dài 107. Rồi 350.000, không lỗi lọc. Túi thì nó cũng hơi, nó làm cái màu nó hơi khác tí, nó hơi dơ bụi về giặt cho em cái là mang đây nha. Rồi ổn ha, độ mới 90%, nói chung còn ok. Có điều nó mất cái dây ở dưới ống thôi, em bán 350.000 các bác. Mã số này sai này 78 nha các bác, 78 nha. Kéo căng là được 80, eo các bác 80 là được. Rồi mã số 597, 350.000. Tiếp theo em lên quần dạ M51 nè các bác. Quần dạ xưa M51 nha, quần M51 nhưng mà quần dạ nha các bác. Rồi cái này còn, này cũng còn ok nhưng mà nó có lỗi xíu xíu. Vòng eo 80, dài 104, ống 26 nha. Nổ mới thì còn tầm 80%, nó cũng đều màu nha, màu cỏ úa. Còn cái này nó màu ô liu nè các bác, cái phần đệm baguette thì nó là màu ô liu ha, nhưng mà nguyên rinh của nó nha, thường nó phối nó hay làm hai màu lắm các bác, nhưng mà nguyên rinh nha. Rồi lỗi thứ nhất hơi sần sần tí nha, cái mông tí sần sần tí đây. Rồi thứ hai là đây, nó bị tí xì tí ngay chỗ cái baguette này. Cái này các bác ví dụ nếu mà bóp đưa ra thợ họ may vô cũng được, nhưng mà nói chung cứ để về mang đi, em báo lỗi như đây ha. Cái thứ hai rồi như vậy thôi. Dưới ống này hơi sần sần với gấu một tí, chứ còn lại quần còn khá ok mà. Cái đó nhỏ, cái đó cũng nhỏ thôi các bác, không vấn đề đâu. Màu cũng đều nha, màu nó đều nha, mặc dù nó còn tương đối nó không mới lắm đâu. Rồi vậy thì phần lớn cái này thì thật chứ không đáng kể, nó sần sần tí ngay cái mông trên nha các bác. Đó, còn cái này tí ngay cái dây kéo tí thôi. Bác nào chấp nhận được thì cho con này hàng xưa nha, chuẩn hàng xưa, size small regular. Đây các bác, tem mát. Em bán 250.000, đời bao nhiêu mờ rồi các bác, đời cũng thập niên 50, chắc chắn là thập niên 50 nha. Đời đầu đấy, đời đầu đó, cái tem in nó nằm ở đây nè, là nó 3 tem in nha các bác. Rồi và size đẹp, tăng đơ đầy đủ nha, tăng đơ rồi đầy đủ, nút cài nha các bác, nút dẹp nâu nha. 250.000, dạ eo 80. Con này theo em là hợp lý, quá hợp lý các bác.
dài 105. Ống 26. Tất nhiên nó có lỗi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó có thể chấp nhận được, mang đi ăn cổ vẫn tốt. Mã số 598 nha, 250 nha. Tiếp theo em lên một cái quần. Một cái quần 15. Một cái quần 65 luôn thôi. Size medium regular. Medium regular nha. Rồi nhà thầu Winfield. Đời 74 nha, chuẩn cấp phát đến Mỹ nha các bác. Độ mới 92%. Không lỗi lọc. Trở lên nha. Còn đẹp đấy các bác, màu còn ok đấy. Màu nó cũng hơi hanh hanh chứ nó không hẳn ô liu nha, chứ còn đúng là đồ mới còn cao đấy. Không lỗi lọc. Khóa khóa servo nha, khóa đồng servo nha các bác. Rồi, không lỗi lòng tì vết luôn. Size medium regular. Rồi, các bác vòng eo 90-94. Rồi, cao 1m72. 1m65, 1m72. Ok các bác. Ok ha. Rồi, nó mang giày vô rồi. Nó mang giày đút vô cái bốt giống nãy các bác. Nó phồng phồng cái ống ra nhiều quá. Thích rộng rộng như thế này. Mình đút vô bốt nó phồng nó đẹp hơn. Ok. Rồi, cái này thì dài, chiều dài nó thoải mái. Rồi, em bán 3 triệu đồng. 3 triệu nha các bác. Quần còn 9, vậy nơi này nó phải 93% trở lên. Độ mới còn cao đấy. Không lỗi lầm tì vết luôn nha. Còn đẹp nha các bác. 93%. Rồi, vòng eo 92 nè, kéo căng này 94 nha các bác. Tem mát còn đầy đủ ha. Dây cột đùi còn đầy đủ. Dài 104. Dây rút ống còn đầy đủ nha. Bò nó còn ngon nha các bác. Rồi, ống 28. Rồi, 3 triệu đồng, mã số 599. Rồi em lên một con quần G8 này. Này nó tụt rồi đó. Này nó tụt cái mông này. Để em đạp cái mông lại em lên sau. Này nó tụt chỉ thôi, để đạp lại đó em lên xong. Ủa, cái này quần này vẫn còn hả? Quần ấm của Pháp này, à, của Đức. Cái này em bán 500.000 nữa ha. Quần ấm của Đức nha các bác. Đời 1985. Cái này các bác tháo rời ra mà mình làm cái mền đắp cũng được. Tháo rời rớt rời cái ống ra nha. Đó. Này bữa em lên rồi em khỏi phải cởi dây kéo ra đi. Mình tháo rời hai bên ống ra, làm cái nệm mình nằm nghe các bác, hoặc là làm mền đắp bên trong lót lót. Được, cái này của Đức nghe các bác. Màu của nó đây, màu nó ô liu mà ngã xám xám á các bác. Độ mới cũng còn cái màu nó vậy thôi chứ độ mới còn ok nha, cũng 93%. Rồi. Bên trong nó có tăng đơ dây rút rồi đầy đủ nha. Nó bị tuột hết đầu dây bên này. Tuột hết đầu dây. Cái dây bên này luồn cái dây nó có cái dây cột mình siết cái eo lại được nha các bác. Cái này quần ấm nha, em bán 500 ngàn. Nó có cái dây mình siết nè. Nó có hai đầu lần, đầu bên này nó tuột vô trong nè, các bác lấy đem siết đi. Siết lại thì nó hơi nhíu thôi, eo mà các bác đẹp thì 90. Ồ, em mang đúng là cũng không rộng. Tại cái lưng thì nó làm rộng mình siết lại thôi. Eo các bác từ 85 đến 100 vẫn được nha, eo từ 85 đến 100.
đó, để em siết để các bác hình dung. Ok đấy các bác, ok ha. Rồi cái này nè, nó có tăng đơm siết lại, thậm chí eo các bác nhỏ hơn vẫn được, nhưng mà nhỏ quá thì nó nhíu cái lưng, nó rộng dưới thì nó không đẹp thôi đó. Vừa siết cái này ha, mà vừa có dây mình rút lại nữa. Rồi và cái này gỡ ra, các bác gỡ rời ra luôn, rớt ra luôn, khóa hai chiều luôn nha các bác, ở dưới không có tăng đơ luôn đó. Các bác làm cái mền đắp luôn được, lỡ đang cởi ra luôn. Cái này nó tiện quá đó, chạy ra đây nè, làm cái mền đắp hoặc là làm cái nệm ha. Đây sao đó, đại khái vậy ha, mình tùy ý sử dụng thôi. Ô giờ lại phải gắn vào lại rồi, quên rồi, em đo cái mất công người ta, hồi nãy quên đo trước, giờ gỡ ra rồi giờ đo nó mất công. Cái này em kéo căng hết cỡ ra nó tới 108 lần các bác. Chiều dài là dài 100 nha, chiều dài thì vừa nè. Ống của nó là 47 là 23.5. Rồi em bán 500.000. Mã số 600 nha các bác. Rồi. Còn cái này em lên. Rồi em bán 1 triệu đồng. Bác nào chơi mời 51. Màu ô liu luôn đấy. Giá 1 triệu đồng, cũng đều màu đó nha, màu cũng con tâm. Nó phải 90% trở xuống á, 89-90% đó nha các bác. Nhưng mà nó có một vài lỗi nhỏ nhỏ nó màu ô liu. Lỗi thứ nhất nó bị cái này là nó, cái túi thường là cái túi nó ra tới mông này các bác, nó ngồi nó ma sát á. Nó bị lủng cái nút, cứng nút này. Còn cái này cũng đây, hai lỗ này. Các bác lấy đây em ép một lớp mít bên trong, nó khỏi rách ra thêm, chứ thật chất nó xì ra vậy thôi, chưa hẳn rách nè. Tức là nó rách rồi nhưng mà nó chưa thấy xuyên qua bên trong. Nhưng mà cái bắt mặt lấy thì em ép một lớp mít bên trong, nó khỏi bị xì ra thêm. Nút này đây, cũng vậy ha. Ở trước lỗ nữa nè, nhỏ xíu bằng đầu tâm thôi. Đó, chất vải còn ok lắm nha. Và quần M51 nha các bác, khóa Conma. Còn cái này đầy đầu là cái khóa nó khác màu rồi đó nha các bác. Khóa rin nha, vẫn khóa nguyên rin theo quần nha. Đời 3 tem đấy các bác, đời tem in nha, medium long, đời 3 tem, 2 tem thôi, không phải 3 tem. Tem hết, nó ghi hết ở đây nhưng mà mờ rồi, không thấy. Đó, lỗi thứ nhất là đây, một chấm ở trước nè, một chấm ở đây nha. Em báo lại các bác, một chấm ở đây, chấm xíu ở đây, nó sờn sờn chưa hẳn ấy đâu, chưa hẳn lủng. Tất nhiên nó nhìn thì nó như vết lủng, đại khái lủng đi cho nó dễ, đây lủng luôn nè. Đây này xước xước thì không đáng kể đâu, đây lỗ nè và lỗ đây. Rồi còn lại là ổn hết nha, em bán 1 triệu đồng medium long. Cái này em khỏi mang đi, nó cũng như mấy cái kia thôi, nhưng mà eo 94 luôn các bác, kéo căng 95. Rồi dài 116, ống 27 nha. Rồi ống cũng không có sơn gì đâu nha các bác, ống ổn nha. Nó vài chấm nhỏ nhỏ đó thôi, nhưng mà giá hợp lý bác là chỉ chơi quần Filaket. Vừa túi tiền mình chốt con này, hợp lý nha. Màu còn đều nha. Tất nhiên nó còn dưới 90% thôi nhưng mà nó đều màu. Chất vải thớ ngang luôn đi các bác. Chất vải đẹp nha. Rồi, ok. Ok, thường quần M51 là chằng chỉ đôi hết nha các bác. Mã số 601 nha, 1 triệu đồng. Rồi, một cái quần dạ xưa nè, cái này đẹp, cái này cũng dạng như quần Thế Chiến đó các bác. Cái này em bán có 400 thôi. Mà quần này, bữa hôm bao nhiêu có lên nè, 400.000 đồng. Cái này cái màu cũng dạng màu cổ uống nha các bác, cái màu đẹp lắm. Cái này bữa có lên rồi vẫn còn.
Rồi cái lưng nó cao nha các bác, phối đồ thế chuyến đi là ok nha, eo tầm cỡ 90 các bác. Ống thì hơi dài các bác, có thể cắt bớt nha, ống nó dài lắm, hoặc là nhét vào bốt. Rồi ok, eo tầm 90-94, màu còn đẹp, độ mới cao nha. Ống thì nó dài ra, nó có tăng đơn, các bác đưa cho thợ họ cắt lại, họ dừa cái tăng đơn lên đó. Mình có thể siết túm cái ống lại nè, tăng đơ 3-4 ngức luôn này các bác. Rồi chỗ này nó dài, nó bị dơ thôi, cái này giặt em nghĩ chắc ra đấy, nhưng mà về các bác cắt bớt thì cũng dời lên thôi, thì cũng mất cái này thôi, nó dài lắm. Cái này ổn nha, một túi bên đùi nha các bác, một túi bên này thôi, bên này không có. Rồi hai túi sau, lưng cao nha, tăng đơ nè, cái tăng đơ đẹp ha, eo các bác nhỏ hơn có thể siết lại. Rồi lưng to, hai nút cài quay dê dài nha. Rồi eo 94 các bác, kéo căng 96 nha. Quần xưa nha. Cái này nói chung là xưa đấy, xưa lắm đấy. Rồi, dài 118 này, dài lắm. Cái này quần ok mà các bác. Quần này ok, theo em là hợp lý nha, 400 ngàn. Ống 26.5. Rồi không lỗi lầm gì đó, cái ống nó dơ tí vậy thôi, cái này giặt khả năng ra đấy, nhưng mà dài lắm, về các bác cũng cắt à. Bên này vậy thôi, còn lại nó mới lắm nha, 96% mới lắm. Mã số 602, 400.000 đồng. Rồi chắc à, còn cái à. Cái này, này để mai em ghép bộ đi. Thôi chắc cũng dài rồi các bác, video cũng dài rồi. Một tiếng hơn. Rồi là chắc là em xin phép được tạm ngưng video tại đây. Cũng là rất là cảm ơn các tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh Đồ Lính Mỹ và ủng hộ em suốt một thời gian dài vừa qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo vào tối mai. Và các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965, em ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi xin chào các bác và hẹn gặp lại.